MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Tất cả anh em ở B-Ray Team, yeah, và đây là Captain bước đi trên phố như là Michael Jackson. Đêm nằm thì không cần phải gối ngủ, bởi vì nếu mà nói về battle thì Team B-Ray không có đối thủ. Và tất cả mọi trận đấu đã đưa lần cán cân, từ bỏ những kẻ đã muốn ngáng chân. Không cần biết là ở đây ai nhất hay là ai thắng, mà trong lòng khán giả Andre Right Hand là quán quân. Ski! Thầy của anh rap á, khi mà thầy tụi em chưa có vào đời, khi mà thầy tụi anh tới, thầy của tụi em á muốn mời chầu. Mời chầu, ok. Anh ở đội anh Big Daddy, bởi vì anh Big nói là thích một người làm nhạc rất catchy. Thôi, quay đường bốc phát nhỉ. Ok, thế là hốc hết đi. Thì khi mà anh thấy cái trường hợp như vậy thì anh search Google để anh xem là dế vào nhà thì có vấn đề gì không. Bắt đầu anh lên cầm chổi, anh động một người thì anh thấy hóa ra là nó chết rồi. Đèn dế chuất cũng từng là quán quân của mùa 1 nha. Shout out cho dế chuất. Nhưng mà đấy là dế chuất, đây là dế chết. Đây là dế chết. Mày mới điên à. Đây là dế chuất. Yeah, huấn luyện viên của tôi là anh Thái. Anh sẽ huấn luyện chúng tôi thành tài. Bài đang dở, anh sẽ làm cho thành bài. Ok, anh Thái. Thương đại ca Vũ vì tốn kém. Nhưng nếu là anh, em vẫn sẽ trích lương du lịch cùng Big Team, rủ luôn cả Big Phương. Được đấy chứ. Thôi em đùa. Nếu em là anh thì em sẽ hiểu những vất vả, cho nên là em sẽ cố gắng hết sức thay vì lời cảm ơn mà em muốn đáp trả. Nói chung là mọi thứ rất là đơn giản khi mà mình đi quay phim. Shout out to tất cả anh em ở B-Ray Team. Yeah, và đây là Captain bước đi trên phố như là Michael Jackson. Đêm nằm thì không cần phải gối ngủ, bởi vì nếu mà nói về battle thì Team B-Ray không có đối thủ. Yeah, và khi anh lên sân khấu thì khiến hai em đang mê. Huấn luyện viên của anh là Andre Right Hand. Và anh cần phải xin chai lên. Shout out cho tất cả. Ok my friend. Ok my friend. Và anh B-Ray thì sẽ luôn luôn ở trên top. Còn mấy anh sẽ bị cách chức. Em chỉ nói đơn giản thôi, đây chỉ là một lời thách thức. Ok Gì và Andre Right Hand. Yeah. Và tất cả mọi trận đấu đã đưa lần cán cân, từ bỏ những kẻ đã muốn ngáng chân. Không cần biết là ở đây ai nhất hay là ai thắng, mà trong lòng khán giả Andre Right Hand là quán quân. Ski. Cái cây nó muốn sống á thì phải có rễ. Rễ? Ừ. Thử hỏi ai là rapper đời đầu. Thầy của anh rap á, khi mà thầy tụi em chưa có vào đời, khi mà thầy tụi anh tới, thầy của tụi em á muốn mời chầu. Mời chầu, ok. Em đòi anh biết cái gì, anh thích cái gì. Em đi thi, Emily. Em sẽ sáng, sau vòng này em sẽ hóa thân thành MTP. Anh ở đội anh Big Daddy, bởi vì anh Big nói là thích một người làm nhạc rất catchy. Thôi, quay đường bốc phát nhỉ. Ok, thế là hốc hết đi. Ok, em có một câu nha. Yeah, và em sẽ như là Pháp Kiều, em sẽ mang nọc, anh Long nón lá nói mấy lời làm em phải đâm chọc. Nhưng mà không sao đâu, bởi vì đơn giản là che già thì măng mọc. Anh không nghe to sống sao rồi. Trời ơi, chưa? Đấy chứ. Ô từ đã. Hả? Cái này á. Anh tự xóa, em xóa lại, em xóa lại xem cái nào đó. Xóa. Ôi, ba từ khóa trên mấy Facebook ấy à? Facebook, Instagram, từ khóa đầu tiên của em là ở Facebook là Rap Việt Beyond, là V-Channel, Rap Việt Bao Rao 2. Em thường xem clip của anh B-Ray, anh Andre. Gáy. Ý sao hả? Không, xem của anh Andre. Tôi thấy là tôi cọc á. Em có xem clip đá bóng thời đây của anh. Dạ, em có ạ. Ba điều em rút ra từ clip đá bóng là gì? Không nên marketing quá đà. Rồi, mày thảm kế nữa sao mày lấy được? Hai bài. Không nên giành bóng của anh Bâu. Thôi kia. Không
không nên đưa đồ cho anh bầu cất dùng đúng không? Lên sân đẹp trai đá dở. Shout out cho anh B-Ray. Woo. Thì ra đó là lời nhắc cửa thì anh B-Ray đúng không? Ai biết gì đâu mà, ai biết gì đâu mà. Ai rồi? Naruto tập mới nhất. B-Ray this tour. Được chứ. B-Ray this. Thôi được rồi. Được rồi. Thôi bỏ. Cất điện thoại nhá, cất điện thoại nhá. Cắt, cắt, cắt đi nhá. Tìm chết luôn rồi. Đó là bác bầu một điểm. Tìm thấy VG và hai vợ chồng ăn cơm. Bác bầu một điểm đó là đây đấy. Và từ khóa thứ hai là tìm thấy VG và mới nhất ở đây là hai vợ chồng ăn cơm. Thì đó là một cái clip mọi người cứ bấm lên là hai vợ chồng ăn cơm thì mọi người sẽ coi được thôi. Vui lắm. Thề. Bây giờ mình thử chấm điểm cho bốn huấn luyện viên. Long sẽ chấm bao nhiêu điểm cho mình? Anh Thái 10 điểm. Đồ hộ, đồ hộ. Dĩ nhiên anh Bích cao điểm nhất trong lòng mình rồi. 100 điểm. 100 điểm luôn. 100 là 1000 hả? Cái gì? 100 trên 10. 100 trên 100. Nhưng mà em nhận ra được một câu là cái gì quá không tốt. Cái cách anh Bích đối xử với các thành viên đánh giá cao những cái việc cách mà anh Bích đối nhân xử thế. 100 điểm. 100 điểm. Anh bầu qua thì anh bầu thì không có điểm. Tối đa đi. Bởi vì là đối với bản thân mình anh bầu kiểu mang một cái năng lượng mà kiểu như là búp tinh thần cho mình ấy. Nên là ban đầu kiểu mình nghĩ là mình gặp mấy anh em mình sẽ hơi rén tí, bởi vì là anh em nhìn chất quá, mình không chất bằng ấy, mình sợ. Nhưng mà sau đó thế anh Andre cũng kiểu cởi mở và cũng rất là kiểu hòa đồng với anh em, cũng như là mấy anh em cùng trang lứa luôn. Nên là mình cảm thấy là rất là vui khi mà có một người thầy đấy. Yeah. À, cho mình gáy một tí đấy là lại gáy à? Đấy là các huấn luyện viên của các đội có bao nhiêu điểm thì anh bảo cũng sẽ x10 lần lên như thế. Yeah. Đây là tối đa rồi, hết cỡ. Thì x10 lần của tối đa. Nói đùa thôi, nhưng mà thật ra anh Bảo là một người thật sự là giống như một người bố. Mình nói thật, một người bố trong gia đình. Rất là quan tâm mọi người, rồi chi tiền nè, rồi những cái đi chơi này. Như mình nói thật nha, rồi cái lo lắng cho anh em tập nha, rồi đêm cũng không ngủ được. Cứ phải nhắn tin, rồi cứ phải gọi các thứ cho tất cả thí sinh để làm việc. Anh B-Ray xứng đáng để ngồi tất cả các mùa rap Việt sau. Shout out cho anh B-Ray. Yeah. Bây giờ anh ơi trên ớt, ba từ khóa là gì? Anh gần đây search trên Google là cái gần nhất nhá, là đáp trả tình cảm. Như anh nói đấy, anh là một người rất là quan trọng về việc đối nhân xử thế ấy. Anh luôn học hỏi về những cái việc làm sao để đáp lại những cái thứ tình cảm mà mình phải biết ơn. Làm sao để cho nó được tròn trịa và làm cho mọi người cảm thấy là hài lòng về bản thân mình ấy. Bởi vì mình cảm thấy mình may mắn khi được mọi người dành tình cảm. Đây là cái từ khóa đầu tiên của anh. Deep thế, anh em deep ấy, nhìn deep ấy. Nhưng mà thấy đúng không? Có thật như vậy không á? Có thật là như vậy không á? Cày thế nhở? Vừa mới xóa xong đùa. Là vừa xuất lại đấy đúng không? Đúng rồi. Có. Không. Có. Cái này thề là đầu tiên. Chối đi. Nhưng mà ý. Bảo là có 3 từ đúng không? Vào search Google đúng 3 từ. Không, nhưng mà là có xóa nhưng mà cái từ đấy là từ đầu tiên, là từ gần nhất. May nó không ở tab bản danh là được rồi. Không, tab bản danh thì là những cái web khác thôi, không nói đây nữa. Từ khóa thứ ba là dế vào nhà. Anh đi về nhà, em mở cửa ra thì thấy dưới gầm bàn có một con dế vừa bay vào. Rồi anh bấm Google làm gì, nó giải quyết được gì? Sao cái gì? Hệ chơi tâm linh cái gì không cũng sớt đấy. Đây người ta gọi là hệ chơi tâm linh. Anh đã nói rồi, ngay từ đầu anh là người mệnh thủy mà đúng không? Dạ, 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 rất dạ. Cái tên của anh còn ảnh hưởng đến từ cái mệnh. Người ta bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành đúng không? Em sinh anh đó. Gì? Em sinh anh đó. Sao lại em sinh anh là sao? Kim sinh thủy á. Ờ dính nói rõ ra. Thế còn mộc? Thế còn mộc thì sao? Mộc á là làm gỗ đấy em. Shout out to Woody. Woody ấy. Thế em sinh anh rồi. Thì khi mà anh search cái từ đấy ấy, thủ sinh kim. Thì khi mà anh thấy cái trường hợp như vậy thì anh search Google thì anh để anh xem là dế vào nhà thì có vấn đề gì không, thì cũng đọc đấy thì cũng thấy là có một vài thông tin nói là có điểm lành, thì anh cũng cảm thấy mừng. Dạ, rồi anh làm gì với con dế đó? Anh không làm gì cả, anh cứ để nguyên nó nằm đấy. Thế một lúc sau bắt đầu là anh thấy nó không, anh để cả tiếng đồng hồ anh thấy nó không động đậy gì. Bắt đầu anh lên anh cầm chổi, anh động một người thì anh thấy hóa ra là nó chết rồi. Thế là anh lính có chôn đúng không? Anh không chôn nhưng mà anh thả nó từ. Anh bấm dế vào nhà chết. Bấm hả? Ừ đúng rồi, phải xuất. Dế vào nhà chết. Ừ nhờ, không biết điểm như nào. Ơ, em vì anh nghĩ nó đen nên không dám xuất nữa. Anh lặng anh xử lý thôi. Chết thì tí về xuất thử nhá.
đen. Dế chuất cũng từng là quán quân của mùa 1 nha. Shout out cho dế chuất. Nhưng mà đấy là dế chuất, đây là dế chết. Đây là dế chết. Mày bị điên à? Đây là đây là dế chuất. Khó đỡ ghê. Dạ đợi này mất tình anh em. Anh có gì mùa em không? Lương cho xong nữa đóng luôn đi. Ê không là anh tội anh nợ bớt làm lố là anh. Chụp hình với huấn luyện viên mà không có nghiêm túc được. Mình cảm thấy là trong team thì mình thích rất là thích chụp hình với lại Pháp Kiều. Và như các bạn biết mối quan hệ của chúng mình diễn ra thì cũng không được như mong muốn lắm. Cho nên là may mắn là mình cũng có một tấm ảnh dìm để phòng trường hợp mà Kiều phản bội mình quá là mình sẽ đăng lên để trả thù ấy. Trời ơi, Kiều phản bội anh hổm giờ luôn rồi đó. Đó thì đấy, thì bây giờ anh chuẩn bị anh đăng cái tấm này lên này. Facebook ai người ấy đẹp nhá. Facebook ai người ấy đẹp. Thực ra là anh sẽ đăng những cái tội lỗi của bạn ấy làm là đủ rồi. Em rất đẹp, em rất tuyệt nhưng không bao giờ có anh. Wow. Mà thằng này thấy một bảo là người yêu cũ hả hay là gì? Không. Không á? Không, trời ơi, tin đồn gì thất thiệt rồi trời. Nó thất thiệt à? Cáp Kiều mà, Pháp Kiều. Ê vậy sao phủ nhận vậy? Gọi là Kiều Kiều luôn. Cáp Kiều yêu rap nhiều. Mình nói thật là mình với anh Rider thì cái số ảnh dìm chắc là nó phải làm cho cả hai phải vượt quá dung lượng rất là nhiều. Thôi anh em mình cho nhau xem trước nhỉ. Thôi. Cũng nói nhầm một tí thôi. Không có tấm ảnh dìm gì với cả là anh Rider hết. Đấy. Mọi người chỉ chụp ảnh đẹp cho nhau thôi. Đúng rồi, mọi người hãy thông cảm nha. Tấm ảnh đẹp đi. Ồ, đây, ok, thế này nhiều. Đẹp thì nhiều lắm. Trời. Có ảnh nào anh chụp cho em không? Đầy. Đó, nhiều đó, nhiều chưa? Đó, tôi thấy ảnh dìm là nhiều á. Ảnh dìm kiếm cái lướt lúc nào cũng thấy hết trơn. Ừ kìa, nhiều đâu? Nhiều quá ấy. Nhiều quá, không chọn được cái nào. Ôi, 18 cộng nhiều thế. Bài gì mà. Điêu không thì cứ điêu thôi. Điêu nhất thì điêu nhất chuyên điêu tòa rồi. Coi cho nó không đã lưu về máy. Ờ, liếu về máy nữa. Sợ mất wifi hay sao? Chuyện tốt anh ơi. Chuyện tốt anh ơi. Thì tốt anh ơi. Hả? Thì tốt anh ơi. Anh Hoàng Tôn mà. Chào anh ạ. Em chào anh. Ui, em thẳng của anh. Em đang quay cho nó. Chúng ta đang quay. Đây. Đâu, cái của anh là cái gì? Có thể bạn không biết ảnh này ảnh mình chụp cho Captain. Thì mình luôn luôn giữ ảnh Rider ở trong áo. Yeah, một mình còn giữ ảnh luôn. Yêu gì thì nói luôn đi, công khai đi. À, thật ra ảnh này là mình chụp nha. Sao vậy? Không, hay quá, xấu nhờ. Đấy, cái này được mà anh em. Chỉ thấy em đăng tấm này mà. Xấu mà. Xấu mà còn đăng nha, xấu mà còn đăng nha. Lướt qua nãy đâu giống tấm đưa vô camera đâu, sao lướt qua vậy? Đâu em cho tấm này thật. Sao lướt qua kỳ vậy? Vì tất cả mình đều tôn trọng và nếu mà đứng giữa Rider và Strainhead mình sẽ chọn ai? Thì chắc chắn Strainhead là người sẽ không được chọn rồi. Anh cứ trả lời thoải mái. Không, anh thì kiểu cậu ấm ấy, cậu ấm thì thường là kiểu hai tay hai em, hiểu không? Hay là anh có cả hai em luôn. Yeah. Đỡ sao đây, cái đồ lăng nhăng này. Long chỉ có tội. Em không đổi tên là Liên đi em. Liên tội. Liên nón lá. Bây giờ mấy cái clip của em với anh Toại á. Toại. Mấy cái clip luôn, mấy cái clip luôn, mấy cái luôn. Mấy cái clip trên TikTok. Là từ khóa tìm kiếm là Liên tội luôn đó. Liên tội. Mình không biết Liên tội là cái gì nữa. Liên nón lá. Liên nón lá bà con. Liên. Ok, cảm ơn. Ok, cảm ơn. Shout out cho Liên nón lá. Cơ hội sở hữu vé Rap Việt All Star Concert 2023 miễn phí duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion. Xem ngay mỗi tối những chương trình được yêu thích nhất. 20 giờ thứ hai bà Tư Hoa Vương, 21 giờ thứ sáu ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam mùa 2, 20 giờ thứ bảy Rap Việt mùa 3.